Thưa quý vị, là dự án giao thông trọng điểm của quốc gia, dự án xây dựng đường vành đai 4 khi hoàn thành được kỳ vọng sẽ góp phần đẩy mạnh tốc độ đô thị hóa, cơ cấu lại kinh tế của địa phương, tạo nguồn lực cho đầu tư phát triển. Hiện tại các địa phương có dự án đi qua đang tập trung cao độ giải phóng mặt bằng và chi trả tiền hỗ trợ bồi thường giải phóng mặt bằng cho các hộ gia đình. Đây là buổi chi trả tiền hỗ trợ bồi thường giải phóng mặt bằng dự án đường vành đai 4 cho các hộ gia đình tại xã Thanh Lâm, huyện Mê Linh, thành phố Hà Nội. Trên địa bàn xã Thanh Lâm có hơn 220 hộ dân thuộc diện giải phóng mặt bằng. Để tạo sự đồng thuận, chính quyền xã đã đi từng ngõ, gõ từng nhà để tuyên truyền vận động người dân hiểu được ý nghĩa tầm quan trọng đặc biệt của tuyến đường vành đai 4 cũng như những chính sách của nhà nước liên quan đến công tác bồi thường hỗ trợ giải phóng mặt bằng phục vụ dự án. Đến nay, 100% hộ dân của xã đã đồng thuận ký cam kết bàn giao mặt bằng đúng tiến độ. Ngày kia các con thoải mái, không ai có cái gì nóng nữa cả. Thì các nhà nước cũng thế thôi, tôi thì lớn lắm. Trong thời gian tới thì chúng tôi tiếp tục tổ chức kê khai những diện tích còn lại để phấn đấu vào cuối đầu quý 2, cuối quý 1 thì chúng tôi sẽ hoàn thành 100% cái phần diện tích đất thu hồi. Để thực hiện dự án vành đai 4 vùng thủ đô, thành phố Hà Nội cần thu hồi 741 hectare đất trên địa bàn 7 quận huyện. Trong đó, phức tạp nhất là việc di rời hàng chục nghìn ngôi mộ trong dịp cuối năm âm lịch Nhâm Dần. Các quận huyện phải thành lập tổ vận động về công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, trực tiếp đối thoại, giải thích rõ quy định của pháp luật cho người dân. Hiện tại các cái hạng mục công việc là đang đáp ứng, đang làm chủ được tiến độ và đáp ứng được các cái tiến độ đề ra trong các cái nghị quyết của Quốc hội cũng như của Chính phủ. Và chúng tôi phấn đấu là sẽ khởi công dự án vào tháng 6 năm 2023. Không chỉ có thành phố Hà Nội, hai địa phương khác có đường vành đai 4 đi qua là tỉnh Hưng Yên, tỉnh Bắc Ninh cũng khẳng định quyết tâm thực hiện bằng được tiến độ dự án, bảo đảm đến tháng 6 năm 2023 bàn giao ít nhất 70% mặt bằng. Để đảm bảo cho cái việc thực hiện này nó thống nhất về mặt chủ trương cũng như là cơ sở pháp lý, ba địa phương thống nhất là sẽ có một tờ trình để kiến nghị Thủ tướng Chính phủ một số các cơ chế để tháo gỡ ngay những khó khăn vướng mắc chứ không chờ cho khi chúng ta chỉnh sửa các quy định pháp luật. Dự án đầu tư xây dựng đường vành đai 4 vùng thủ đô được kỳ vọng sẽ tạo không gian phát triển mới, mang tính chiến lược, khai thác tiềm năng sử dụng đất, xây dựng hệ thống đô thị bền vững hiện đại cho vùng thủ đô. Từ đó, hiện thực hóa nghị quyết số 15 của Bộ Chính trị về phương hướng nhiệm vụ phát triển thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, và nghị quyết số 30 của Bộ Chính trị khóa 13 về phương hướng phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh ở vùng đồng bằng sông Hồng. Sau nhiều lần trì hoãn trao trả mặt bằng cho địa phương, vừa qua chủ đầu tư dự án công viên Phù Đổng đã đồng ý trả phần diện tích đất công cộng nằm phía đông đường Trần Phú, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa. Thành phố đang khẩn trương trang trí phục vụ nhân dân trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023. Từ năm 2012, tỉnh Khánh Hòa đã đồng ý chủ trương cho công ty trách nhiệm hữu hạn Invest Park Nha Trang thực hiện dự án công viên Phù Đổng với tổng diện tích là 24.000 m2. Tuy nhiên, qua 10 năm, những hạng mục thuộc công viên chưa được chủ đầu tư bàn giao cho thành phố Nha Trang quản lý. Công viên Phù Đổng gần như không hoạt động, khiến cảnh quan xung quanh nhếch nhác, gây mất mỹ quan. Trước thực trạng này, UBND tỉnh đã quyết định thu hồi dự án. Trước mắt, toàn bộ phần diện tích vừa được thu hồi tại công viên Phù Đổng đang được công nhân của Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Nha Trang dọn dẹp vệ sinh. Bộ Giao thông Vận tải vừa có công văn đề nghị các ban quản lý dự án thực hiện thi công cao tốc Bắc Nam nghiêm túc thực hiện công tác giám sát công trường thi công trong dịp Tết Nguyên đán theo quy định, khắc phục kịp thời các tồn tại hạn chế, không làm ảnh hưởng đến tiến độ thi công. Để tăng cường trách nhiệm thi công, Bộ Giao thông Vận tải yêu cầu các ban quản lý dự án giám sát chặt chẽ tiến độ, xem xét thay thế nhà thầu chậm, bảo đảm tiến độ, chất lượng các dự án thành phần. Hiện nay, các ban quản lý dự án giao thông đều đã lên kế hoạch thi công xuyên Tết trên công trường cao tốc Bắc Nam phía Đông cả giai đoạn 2017-2020 và giai đoạn 2021-2025 nhằm bảo đảm tiến độ lũy tiến về sản lượng, chất lượng, giải ngân vốn đầu tư công, đưa dự án về đích đúng hẹn. Cục Đăng kiểm Việt Nam vừa kiến nghị Bộ Giao thông Vận tải đề xuất Chính phủ thành lập lực lượng thanh tra trong lĩnh vực đăng kiểm để tăng cường quản lý nhà nước về kiểm định xe cơ giới sau hàng loạt sai phạm diễn ra thời gian qua. Cục Đăng kiểm Việt Nam cho biết lĩnh vực đăng kiểm hiện nay không có chức năng thanh tra.
Vì vậy, theo luật thanh tra 2022, việc xây dựng lực lượng thanh tra tại các đơn vị quản lý chuyên ngành là cần thiết. Ngoài ra, sự ra đời của nhiều đơn vị đăng kiểm đã dẫn đến việc cạnh tranh thiếu lành mạnh trong hoạt động kiểm định. Một số đơn vị xã hội hóa chưa chú trọng đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực không ổn định, không bảo đảm nhân sự cho hoạt động kiểm định theo quy định. Năm 2023, Cục Đăng kiểm Việt Nam sẽ rà soát toàn bộ hệ thống văn bản trong kiểm định xe cơ giới, đề xuất sửa đổi theo hướng tăng cường quản lý, siết chặt điều kiện kiểm định, điều chỉnh quy định còn bất cập, tạo điều kiện cho người dân và doanh nghiệp khi đi kiểm định. Cùng với đó, công tác kiểm tra, giám sát hoạt động kiểm định đối với các đơn vị đăng kiểm qua camera, kiểm soát dữ liệu kiểm định của các đơn vị đăng kiểm cũng sẽ được tăng cường. Thưa quý vị, nhằm khắc phục những lỗ hổng trong công tác đăng kiểm, Cục Đăng kiểm Việt Nam cho biết trong năm nay sẽ tăng cường công tác kiểm tra, giám sát hoạt động kiểm định qua camera, kiểm soát dữ liệu kiểm định tại các đơn vị đăng kiểm. Cục sẽ tiếp tục thực hiện dịch vụ công trực tuyến cấp độ 4 đối với các thủ tục cấp giấy chứng nhận thẩm định thiết kế xe cơ giới cải tạo, cấp giấy chứng nhận đăng kiểm viên xe cơ giới, đồng thời nghiên cứu nâng cấp, hiện đại hóa công tác đăng kiểm và áp dụng các công nghệ mới trong kiểm định như là nhận diện biển số, đo kích thước xe tự động, kiểm tra khí thải để nâng cao chất lượng kiểm định và chặt chẽ trong quản lý. Cập nhật vụ việc tại Cục Đăng kiểm Việt Nam, chiều nay, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam ông Trần Kỳ Hình, nguyên Cục trưởng Cục Đăng kiểm Việt Nam, để điều tra về tội nhận hối lộ. Các lệnh trên đã được Viện Kiểm sát Nhân dân cung cấp phê chuẩn. Đây là diễn biến mới nhất trong quá trình Công an Thành phố Hồ Chí Minh mở rộng điều tra vụ án môi giới hối lộ, đưa hối lộ, nhận hối lộ và giả mạo trong công tác xảy ra tại các trung tâm đăng kiểm ở Thành phố Hồ Chí Minh, Long An, Tiền Giang, Sóc Trăng, Đồng Tháp và Bến Tre. Như vậy, tính đến chiều nay ngày 17 tháng 1, thì Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã khởi tố 89 bị can để tiếp tục điều tra, làm rõ toàn bộ bản chất của vụ án, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Chuyển sang những nội dung quan trọng khác, thưa quý vị, càng về những ngày sát Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, cùng với nhu cầu mua sắm của người dân tăng lên thì số lượng giao dịch chuyển tiền, thanh toán trực tuyến cũng theo đà gia tăng. Vì vậy thì Công ty Cổ phần Thanh toán Quốc gia Việt Nam NAPAS cho biết luôn sẵn sàng về hạ tầng và nguồn lực bảo đảm hệ thống vận hành ổn định, an toàn và thông suốt, đặc biệt trong các dịp cao điểm và cận Tết Nguyên đán. Trên cơ sở giám sát vận hành hệ thống thanh toán trong thời gian qua, Công ty Cổ phần Thanh toán Quốc gia Việt Nam NAPAS cho biết hiện hệ thống chưa ghi nhận tăng trưởng đột biến về số lượng giao dịch. Tuy nhiên, để chuẩn bị cho kịch bản những ngày cận Tết, NAPAS đã triển khai các giải pháp để bảo đảm hạ tầng kỹ thuật và năng lực xử lý của hệ thống luôn đáp ứng nhu cầu tăng trưởng về số lượng giao dịch kể cả khi có đột biến trong các dịp cao điểm. Trong thời gian nghỉ Tết, các giao dịch trực tuyến qua Internet Banking hay Mobile Banking, các điểm giao dịch ngân hàng tự động, máy ATM vẫn hoạt động bình thường. Một số ngân hàng đã trang bị máy giao dịch đa chức năng nên có thể đáp ứng được hầu hết các nhu cầu giao dịch của người dân như thanh toán, chuyển khoản, mở mới, tất toán tiền gửi trực tuyến, thanh toán hóa đơn, mở mới tài khoản, nạp tiền mặt vào tài khoản,